khi nắng khi vui buồn. Ba vì hay tám vô tư hàng ngày. Ôi thật lắm lúc điên đầu, cha tôi lúc nào cũng không thành tài. Nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Công việc của tôi là để biết những gì mà người khác không biết. Mọi người hãy nhìn đây, nghệ thuật của ánh trăng lừa dối là sự lột sắc bất ngờ. Cô gái bên cây cà lem. Chết thầy rồi, có người sẽ qua mặt thầy cái khoảng tê tê đó nghe. Mọi người nhìn kìa, trời cái mặt vậy mà ai dám nói là cùng một người chứ. Đúng rồi. Đây nha. Bởi vậy, kỹ năng sống ảo ngày càng cao thầy ha. Oh yeah. Lạ luôn. Hai. Chết em rồi Hiền ơi. Em nhìn nè, bây giờ sự thật của em bị phơi bày đây nè. Một cú lột xác mạng một Hiền ơi. Trả hình cho tôi. Trả... Sao mà ngày xưa ăn kem thôi mà cũng xấu vậy sao? Cái tấm hình này đã giấu bao nhiêu lần rồi mà cứ nằm trong bóp hoài. Ai mà thấy được chắc chết. Mất hình ảnh cô giáo quá. Ủa sao em chưa đi nữa? À, dạ. Hôm nay là thứ sáu, ngày họp nhóm đó nha. Ờ, à, em biết rồi. Biết rồi còn ngồi đó. Dạ, tại đi vì lẹ. Em đang... Đang em đang soạn đồ nè. Xong rồi. Đi. Dạ, đi rồi. Chết rồi. Chết tôi rồi. Gì nữa vậy? Trời đất ơi, đang ăn mì gói nữa hả? Sao bà làm cái trò này hoài vậy bà? Trời ơi, cả xóm này ai cũng trúng. Mà người ta mua mấy gói đã trúng rồi. Tôi mua mấy thùng thì sao không trúng được? Tôi phải trúng thôi. Trời ơi, bà biết là hôm nay là mì gói là cả nhà này ăn ngán tới tận cổ đúng không? Mà tôi nói thiệt cho bà. Nè, nè. Cả cái khu phố này người ta có trúng đi chăng nữa đó, cũng không bao giờ tới lượt bà trúng đâu nha. Dẹp ba cái trò này đi. Tôi phải trúng chứ. Chú con khỉ, bà nhớ cái vụ mà quay thưởng đêm trung thu
giờ chỉ còn có một hộp quà thôi, là bây giờ chỉ còn có mẹ với lại Mẫn là chưa có quà đúng không? Bây giờ con có cơ hội nhiều hơn bà nội, con sẽ tới lượt quay trước. Nếu như mà con quay trúng thì con có quà. Mẹ ơi xin lỗi, mẹ không có quà nha. Rồi Mẫn quay đi, Mẫn Mẫn quay đi con. Con quay trước nghe nội. Ừ con quay đi. Trước. Cái gì đó bà nội có cơ hội rồi. Đây này con để hộp quà kế đây cho cho mẹ hên. Bây giờ tới bà nội quay. Được con, mày quay đúng nha con. Được mẹ cố lên. Quá. Tui quá. Mấy con kìa mở, mấy con kìa mở. Trước. Coi thử coi, nếu mà trúng á tôi nhường phần quà của tôi cho bà. Vậy hả? Vậy à? nhớ nghe bà già làng quá à. Quá rồi. Xui dữ trời, bà xui quá trời quá đất. Nhưng mà lần này sẽ khác. Khác cái con khỉ nè, mệt bà ghê chứ. Thiệt tình chưa từng thấy. Trẻ, chúc bạn may mắn lần sau. Chúc bạn may mắn lần sau. Ê, trúng lẹ. Hả? Trúng ạ? Đi. Trúng gió. Tập hết rồi. Biết tại sao phải lên đây không? Dạ, tại đi học muộn. Cũng biết nữa hả? Đứng im đó cho tôi. Dạ, thưa thầy, cho con lấy sổ đồ bài. À, cảm ơn thầy. Ủa, em trai nay đi trễ hả em trai? Làm gì vậy? Dạ, con đi thầy. Dạ, tụi đứng im đó. Dạ, chào thầy. Chuyện gì vậy cô? Dạ, em tới gom sách cho thư viện. Mời cô. Dạ. À, đem mấy cuốn lên thư viện luôn đi cô. Thôi thầy, chuyện của con ở trọng đó thầy. Tôi tịch thu vì dám đọc chuyện lớp học. Cái gì? Cô Hiền, cô tìm những cái gì cô Hiền? Cô Hiền. Bây giờ thấy ta trúng với số mà tiền tỷ gì dễ dàng vậy trời. Bây giờ nếu mà mình trúng mà mấy chục tỷ, trăm tỷ mình làm gì ta? Thần tài ơi, gõ cửa cuộc đời con đi thần tài ơi. Thần tài vé số đi, vé số thần tài đây bà con ơi. Vé số mua ngay. Còn ngại ngần chi, vé số đây bà con ơi. Thần tài ông thần tài. Ủa chào bà chị. Ông bán vé số hả? Ừ tôi bán vé số nè. Ừ vé số nhiêu một tờ vậy? Vé số 10 ngàn một tờ, bà chị mua mấy tờ? Mà cái tờ mà trúng tỷ á. À vé số có luôn. Vé số tự chọn gì đó. Đúng rồi, vé số tự chọn luôn. Cũng 10 ngàn hả? Đúng rồi, 10 ngàn tờ. Bà chị mua mấy tờ? Để tôi coi tôi còn nhiêu ha. Trời. Đi chợ mua hết còn có 9 ngàn rưỡi. Tôi bớt cho 500 được không? Có luôn, tôi bán cho bà chị luôn. Dạ, tự chọn gì đó. Đúng rồi, đây. Mấy chục tỷ. Đây. Đây ha. Ừ. Đây. Trời ơi. Cái này là mấy chục tỷ rồi hả? Đúng rồi. Cảm ơn ông thần tài nha. Vé số tự chọn đi. Vé số như mơ tình cờ mới gặp. Vé số bà con ơi. Tờ vé số này sao cái số nó giống cái 50 vậy trời. 05
10, 15, 23, 30, 45, 45. Ông. Ủa đi chợ vậy sao không vô bếp mà sớ rớ đây làm gì đó? Bà đừng nói với tôi là bà mua mì rồi có số trúng thưởng rồi nữa nha. Tôi biết là ông ghét bà cái trò đỏ đen ở tôi đâu. Nè kỳ này đã mua đó, đó. Bỏ đỏ đen chứ tốt cho bà thôi. Biết rồi nó hoài lèm bèm. Thiệt tình đó, tôi không biết tôi để nó đâu nữa. Tôi kiếm hoài mà không thấy. Ai mà thấy được nó. Chắc tôi nghĩ vậy luôn á bà ơi. Sao vậy? Có chuyện gì mà bà phải nghỉ việc luôn chứ? Chứ còn gì nữa. Tại vì sáng tôi tím từ nhà tới trường cũng không biết để đâu rồi nữa. Bà coi kiếm kỹ lại coi. Nhớ kỹ coi có kẹp vô chỗ nào không. Ủa sao em chưa đi nữa? Dạ. Hôm nay là thứ sáu, ngày họp nhóm đó nha. Để tôi đi tìm nó lại thử một lần nữa coi. Vậy nha, bye bye bà. Nào nào nào, động não tư duy coi nào. Mình là chuyện nhân của Sherlock Holmes cơ mà. Đó, nó là cái gì vậy ta? Cô sẽ tìm nó ở đâu ta? Nhà không thấy, bạn giáo viên cô không thấy. Dạ, thưa thầy, cho con lấy sổ đầu bài. À, cảm ơn thầy. Thì ra là như vậy. Khoan hả? Gì? Chú đó vô chọn chúng bốn mấy vậy có người chúng không đâu. Ông ơi ông, già đầu rồi, có con lớn rồi. Ăn nói cho rõ ràng. Muốn nói gì thì ngừng ăn, nói cho nghe. Nói gì? Dễ số, tự chọn chúng bốn mươi mấy tỷ có người trúng rồi, không biết ai mà hên quá. Vậy hả? Hả? Con lọc cái số sổ coi. Ờ, cái số sổ gì không tin luôn. Sao? 05, 10, 15, 23, 35, 45. Đưa mẹ coi, đưa mẹ coi. Ai mà hên thiệt luôn á. 5, 10, 15, 23, 35, 45. Ủa tự nhiên đang nấu bếp bỏ chạy đâu vậy mẹ? Đuôi chạy đâu rồi? Hình như hồi sáng đuôi chạy nằm đây, chỗ này. Tôi biết là ông ghét bà cái trò đỏ đen đó tôi đâu. Nè kỳ này đã mua đó, đâu. Bỏ đỏ đen chứ tốt cho bà thôi. Biết rồi nó hoài lèm bèm. Trời ơi, có khi nào ông Nghĩa ơi. Dạ chú ơi, có bệnh nhân đây. À có à? À mời vô. À mời chị. Ngồi đây đi con. Dạ chào bác sĩ. À chị đến khám cho chị hay là cho cháu? Dạ tôi khám cho tôi. Dạ yeah. À chào tôi chút. Tới gom sách cho thư viện. Mời cô. Dạ. Đem mấy cuốn lên thư viện luôn đi cô. Chẳng lại trong thư viện. Ô, tại sao mình thông minh vậy? Đúng là truyền nhân của Sherlock Holmes. Mình là Sherlock Mẫn mà. Đi thôi.
Sao kỳ vậy ta? Hệ thống chuông báo hết giờ ra chơi mà chưa báo cái gì hết. Mà tôi lắp đặt cái vòi hệ thống này là rất tối tân, rất là chuẩn, không có lý nào. Mình chờ tí nữa rồi thầy, đôi khi thời gian nó cũng co giãn mà. Ừ, chị đợi em xíu nha. Ông Nghĩa ơi, ông Nghĩa ơi, ông Nghĩa ơi. Xin lỗi con, có sao không cô? Có sao không? Hả? Có sao? Không sao, xin lỗi nha. Ông Nghĩa ơi, ông Nghĩa ơi. Ông ơi, dậy dậy, cởi cho tôi coi liền. Cởi ra coi liền. Trời ơi, có gì vậy? Bà làm cái gì có gì ở đây phòng khách không coi? Trời ơi, ông Nghĩa vậy? Bà đi đâu mà mặc đồ? Ây da, da, cái gì vậy? Trời ơi. Ây da, ây. Trời đất ơi, bà mới có đôi giày tôi hả? Ủa gì? Được chứ, chứ. Cái gì nữa? Cái gì? Ủa đâu rồi? Đâu sao vậy? Bà làm cái gì vậy? Đâu rồi? Đâu rồi? Hả? Đâu rồi? Hả? Ông Nghĩa ơi, ông Nghĩa ơi, ông Nghĩa. Xin lỗi con, có sao không con? Có sao không? Hả? Có sao? Bà làm cái gì? Ê, 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 đôi giày tôi. Trả lại đi. À, trời đất ơi. Thằng nhỏ ở đây đâu rồi? À, mới ra ngoài. Mới chạy. Nhỏ ơi, nhỏ ơi, nhỏ. Cái gì nữa vậy trời? Tìm sách đi kìa. Ông tìm tôi cuốn sách dạy tỉa chớp coi. Thôi tôi tìm được cuốn này cũng hay hay mà. Ông tự tìm đi. Khu vực nấu ăn là ở đâu ta? Đây sách nấu ăn. Thầm mẫn ở trong thư viện kìa ông ơi. Tôi có nhìn lộn nhỉ? Có vô thư viện hả? À. Trời ơi, trường mình sắp có biến quá ông ơi. Nó không để ý đâu, nói thẳng luôn đi. Ủa, em trai tôi hôm nay bà đặt vô thư viện nữa hả? Ừ. Thôi kệ, gắng đọc sách đi nha em. Sau này xã hội đen cũng phải biết chút chữ chứ. Ừ. Không coi người ta coi thường, đúng không? Ừ. Thôi cưng cưng thương thương đọc sách đi nha. Biến hiểu khác chơi. Thôi kệ đi ông ơi, cho người ta trau dồi kiến thức nữa. À, ngồi xuống đi. Cuộc này ở đâu rồi ta? Sao kiếm hoài không thấy ta? Ủa, chào bạn. Bạn đọc sách gì vậy? Đây là cuốn chuyện bị tịch thu nè. Không ngờ lại thấy nó ở đây. Nè, có cuốn sách tiếng Anh nè. Đọc đi rồi mốt qua nước ngoài quýnh lộn. Thật lao đúng không? Đúng không? Đem về mà đọc đi. Bạn đọc xong rồi hả? Tớ đang đọc sách giúp bạn lần đầu làm bố mẹ, bạn đọc không? Không nên nằm sấp. Khi đi làm vì mệt mỏi nên nhiều. Cột nó ở đâu ta? Ra là mày. Nay mày gan quá à. Mày dám chỉnh cái máy của nhà trường nữa hả? Rồi sao? Chỉnh lại cho tao. Tao không chỉnh nữa. Mày có một phút để mày chỉnh lại á. Nè, đừng nói với tao á. Mày không muốn giờ học thì ít, mà giờ chơi thì nhiều nha. Giờ có chỉnh lại không? Không. Chỉnh. Mới. Mày thách tao cái gì? Ờ. Tưởng có một người biết chỉnh gì. Nhìn tao chỉnh nè. Bấm vô nút này đúng không? Ờ. Ngay ngay. Một của thằng đòi sổ như mày á thì không bao giờ chỉnh được đâu. Chỉnh mày. Đi vô chỉnh. Làm gì vậy? Không. Đi vô chỉnh. Giờ có chỉnh hay không? Không chỉnh mày. Đi vô. Chỉnh. Được rồi. Chỉnh đi chỉnh. Được rồi, mấy thầy cô lên lớp. Ha 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 ha!
Kỳ nè, chuông báo động mới mà sao mà giống như chuông nhà tù vậy? Cái gì kỳ vậy nè? Rồi thầy, thầy có đi em. Thôi bây giờ chắc bây giờ thấy mấy thầy mấy cô cứ lên lớp cho mấy đứa nó vô lớp nha. Còn thầy theo tôi. Hai người kia đứng lại. Hai người kia đứng lại. Đứng lại đừng có đi nữa. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Con trai. Cái tờ giấy số hồi nãy con cầm con bỏ đâu rồi hả? Cái tờ giấy số hả? Dạ, dạ đúng rồi. Hồng Lễ Tân á. Phải không? Trời ơi, bà này bà làm gì vậy? Tôi đã nói rồi, tôi để trên đó thôi mà. Hay sao? Sao? Để đắn không? Dạ. Để đắn không? Bà này chỉ còn thiệt á. Bà cái đứa này, bà cái đứa này, suốt ngày quậy phá vậy đó hả? Không có thầy. Thằng Mẫn nó phá máy của trường, em vô em cản lại thầy. Đâu á chú? Chú cái gì? Ở trường học là thầy chú cái gì? Không có thầy. Trời ơi, không ngờ ha. Thì ra là hai học sinh ưu tú nhất của trường. Này hot boy nè. Này là cool boy nè. Nghĩ sao vậy, hai cái lá cờ đầu chuyên môn đi trễ của nhà trường vô đây phá hoại cái gì đây ha? Thầy nói rồi, thằng Mẫn là được, hình hết đi. Tội phạm nào cũng vậy đó, không bao giờ nhận tội về mình, hiểu chưa? Nói làm thầy. Em muốn làm vậy nó. Em thầy, em cãi thằng Mẫn làm nó làm phá hồi nãy giờ thầy. Sao thầy, em là người cãi nó thầy. Cãi cái gì đây, tan chứng rành rành này, bấm tét cái nút enter người ta rồi. Không có Mẫn làm. Cho áo vô quần, mở lên. Lên phòng giáo viên gặp tôi. Cô sao em nhìn cô mà em hết hồn vậy? Dạ không có gì hết cô. Bộ có chuyện gì đúng không? Dạ không có gì hết. Em thấy cái gì, em làm cái gì rồi phải không hả? Quyết. Dạ nói. Dạ em nó nói rồi, mới là em mà không nói nữa. Đi. Tất cả bình tĩnh, giữ nguyên hiện trường, không ai được đi đâu hết. Dạ, em chào thầy. Chào thầy. Dì Hiệp. Chào thầy. Hai nghi phạm đứng im. Dạ thưa thầy, em xin phép thầy cho Diệu Hiền có đôi lời phân tích như sau. Cô nói đi. Dạ. Chúng ta có thể thấy đây là những gì còn sót lại ở hiện trường. Dằn cái nút enter luôn rồi. Dạ. Thưa thầy, sau những gì quan sát được ở những nhiệt độ và tọa độ khác nhau so với những vật cản còn lại, thì Diệu Hiền biết hung thủ chỉ có một, và em biết đó là ai. Măng mớ gì dòm tôi? Dạ không, em chỉ muốn diễn tả cho thầy hiểu được là cái lập luận của em thôi thầy. Ý em nói là trong hai trò này hung thủ chỉ có một. Thầy Phúc à, sai đó. Dạ không phải, xin lỗi thầy Phúc, em xin lỗi thầy. Dạ ý em nói đây là hai học sinh này nè thầy. Ừ đúng rồi, thầy Mẫn làm cô không. Các em hãy tiếp tục lắng nghe những suy luận từ cô. Dạ thưa thầy, các thầy có thể kiểm tra vào máy là chuông báo của nhà trường đã được thay đổi vào lúc 7:30. Chính xác. Dạ. Vào lúc 7:30 thì học sinh Mẫn có chứng cứ ngoại phạm. Tại sao cô Hiền dám khẳng định như vậy? Thầy Phúc, có phải vào lúc 7:30
thầy có xử phạt một nhóm học sinh, trong đó các em Mẫn đúng không ạ? Ờ, đúng rồi. Như vậy mọi chuyện đã quá rõ ràng. 7:30, học sinh Mẫn có chứng cứ ngoại phạm. Vậy còn Vũ, vào giờ đó em làm gì? Dạ... Ờ, em đi học trễ cô. Em đi học trễ, em có chắc là em đi học trễ không? Như vậy là em đi học trễ cùng với bạn Quý. Dạ. Ok, mời em vào đây. Quý vị thân mến, chúng ta cùng chào đón hai nhân chứng mới xuất hiện trong công cuộc điều tra này. Cô Thủ Thư và bạn Quý. Một tràng vỗ tay cho hai người mới ạ. Cô Thủ Thư, đến với cuộc điều tra này, cô có đôi lời gì muốn nói không ạ? Em này, sáng nay lên thư viện mượn sách tôi đầu tiên nè. Cô ơi, cô có nhớ nhầm không? Em đi học trễ mà. Tôi không thể nhớ nhầm được. Em này mỗi lần lên thư viện đều bắt tôi kiếm sách rất là nhiều. Cảm ơn cô Thủ Thư. Như vậy là mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Vũ, chứng cứ ngoại phạm là do em ngụy tạo. Bây giờ em có còn điều gì để nói với mọi người hay không? Em á, thì em lộ. Nhưng mà cô ơi, cái việc em đi học trễ có liên quan gì tới việc em thay đổi cái phần mềm chuông của trường nào? À, em còn dám nói như vậy nữa hả? Được rồi, việc thứ nhất là em đã nói dối về việc em đi trễ. Và thứ hai, đây, đây là chứng cứ có thể xác định được nghi phạm là ai. Dạ, em xin mời thầy xem qua. Theo như bảng điểm môn tin học, chúng ta có thể thấy Vũ đứng hạng nhất lớp về môn tin học và Mẫn đòi sổ. Vì vậy ta có thể thấy được và dễ dàng kết luận hung thủ đó là ai. À, cuối cùng là hung thủ chỉ có một mà thôi. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Hot boy hay hơn bằng hên ha. Nhờ đổi sổ cái môn tin học á mà thoát tội đó nha. Như vậy là mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Chúng ta có thể kết luận hung thủ chính là Vũ. Đồng phạm bao che đó chính là bạn Quý, đồng thời cũng là nhân chứng. Cùng với nhân chứng đây là cô Thủ Thư. Vật chứng đó chính là tờ giấy bảng điểm thầy Quyền đang cầm. Và chúng ta kết luận là một điều, hung thủ chỉ có một và người đó chính là học sinh Vũ. Cô quả là xuất sắc. Trời ơi, cô giáo Hiền hôm nay lập luận y như thống tử gì đó. Dạ, em cảm ơn cô Thủ Thư. Không ngờ luôn đó nha. Hôm nay em lại nghĩ cô Hiền lại lập luận xuất sắc như vậy chứ. Cảm ơn thầy, tí nữa em sẽ tặng cho thầy chữ ký của em. Trường nhà ta có thêm một Diệu Hiền tê tê. Dạ. Là thám tử đó. Dạ, cảm ơn thầy. Còn hai cái đứa này, phải chim học hành chăm chỉ giống như quậy phá thì đỡ nhà trường biết bao nhiêu. Thầy Phúc, đưa Vũ với Quý lên phòng giáo viên. Dạ. Hai em theo tôi. Lẹ. Cái thằng này đi. Hôm nay cô Hiền giỏi quá ha. Sự rất là hay. Cô Hiền, cô Hiền. Cô Hiền ơi, cô Hiền. Ủa, Mẫn. Hôm nay cô suy luận hay thiệt luôn á. Cảm ơn em. Mà như sáng giờ cô tìm cái gì đúng không? Cô cần em giúp không? Ờ, tại vì cô... Cái gì vậy Mẫn? Sao em biết đâu là từ sáng giờ cô tìm cái gì? Nè, cô nói cho em biết. Cái nhiệm vụ của em chỉ là học thì là giỏi thì là tốt đó nghe chưa? Còn mấy cái chuyện còn lại không có liên quan gì tới em. Cô không có tìm cái gì hết á. Lo mà học đi nghe chưa? Thì ra nó là cái này. Dung, dạ. Có khách không? Cho tôi về. Dạ hết rồi chú, về đi chú. Thôi tôi về nha. Cái tờ giấy của tôi đâu rồi? Mà làm cái gì vậy? Cái số đâu rồi? Tờ này cái này nè, cái này nè. Mà làm cái gì? Cái này nè, ông ơi. Gì vậy? Tôi mới nói cho tôi lần thôi. Trời đất ơi, lại trò đỏ đen nữa phải không? Ông ơi, ông đừng có la. Nhắn bao nhiêu lần rồi?
Nhưng mà hôm nay tôi là người trúng độc đắc 40 tỷ. Bà ăn nhầm cái gì vậy? Tin không? Ông lên mạng ông coi đi. Ông lên mạng ông coi đi. Mở 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 mạng cho ông coi đi cô. Ê, ông coi trúng là bà chết cho tôi đó. Con có chân rách trần trọng, trần trọng. Im, mở mạng lên. Dạ 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 xong rồi chú. Ôi nghe cái đỏ đen đỏ đen. Sao cặp số rồi trúng nổi. Nghe dò nè. Dạ. Số 05 có không? Dạ có. Số 10. Dạ có luôn. Số 15. Dạ có. 23. Có. 35. 35. Dạ có. 45. 45. Nè, con sao vậy? Con sao vậy? 45 con. Dạ có. Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao? Đừng đi tôi. Trời ơi, con chuồng ơi. Tôi trúng động đất. Tôi không xỉu, sao con xỉu? Trân trọng mình ơi, trân trọng mình ơi. Mình sẽ đổi đời. Trời ơi, tỷ phú 40 mấy tỷ của tôi. Ôi nó xỉu kìa, nó mừng quá, nó xỉu luôn rồi. Trời ơi, trúng độc đắc vậy sao giờ? Sao giờ bây giờ? Tôi sẽ mở 3 cái phòng mạch. Ủa, nhiều hơn đi mình. 4 phòng mạch. Nhiều hơn nữa. 5 phòng mạch. Chú, mở cho con một phòng riêng nữa. Làm gì phải mở cho cô? Dạ con dò số đó. Trời ơi, tôi là tỷ phú mà, chú mở cho cô luôn. Dò lại lần nữa đi cho chú. Cô chú may mắn quá à. Cái dãy số nó dài như vậy mà cô chú trúng được hay ghê luôn. Gặp từng tài là hên lắm. Dò lớn đi. Ủa mà cô ơi. Sao? Trong đây nói cái người trúng giải đặc biệt quê ở Trà Vinh mà. Bậy, bé nằm ở thành phố. Hả không? Người ta có ghi tên rõ ràng nè, là Bùi Đức Tâm ở Trà Vinh. Đây nè, từ dãy số còn đây nè, cô coi đi. Cô dò lại đi. Coi kỹ, coi kỹ. Coi kỹ đi con. Cái này là giấy dò. Giấy dò là sao? Giấy dò chứ không phải là giấy số. Giấy dò là để dò kết quả á cô. Nó vậy không trúng. Bà mua cái này không? Của cái ông thần tài bán dạo đó. Tôi mua có 9.500 thôi. Bán, trời ơi. Sao 9.500? Vé chính thức nó 10.000, sao ta bán bà 9.500? Thì chờ còn nhiều vé hết, còn nhiêu đó. Rồi. Bà bị gian rồi đó. Hả? Vé này vé dò hả? Cái gì? Không có trúng hả? Nhiều người cũng bị mua lầm như vậy lắm á cô. Hả? Cái trò đỏ đen là tôi ghét nhất trên đời này. Bà chơi hoài vậy? Một lần nữa nó chết cho tôi đó. Đi về. Đi về. 40 mấy tỷ rồi. Ngày hôm nay em đã quyết định rồi. Mặt làm ngơ bơ đi mà xong. Thà bị mắng còn hơn bị lừa. Đó thấy chưa? Rồi đó nguyên cái lỗ nè. Tôi là bé Nam, tôi mới đi du lịch Ấn Độ. Cho tôi đi đi. Tôi là bé Nam, tôi mới đi du lịch Ấn Độ. Cho tôi đi đi. Tôi là bé Nam, tôi mới đi du lịch Ấn Độ. Cho tôi đi đi. Tôi muốn có một chiếc xe hơi. Một chiếc xe hơi màu trắng. Một chiếc xe hơi màu trắng. Trời ơi. Lần này mà nó hiệu nghiệm nữa thì đúng là mình có tài thật rồi. Đón xem tập 117 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 phút ngày 9 tháng 8 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. Yeah, yeah. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Hey!